Nghe dân mạng giới thiệu thiết bị sạc điện thoại chạy bằng cơm, thanh niên mua về làm theo và cái kết. Rõ ràng người ta làm thì điện thoại sạc ngon lành, nhưng đến lượt thanh niên cũng làm y chang, mà kết quả lại cực kỳ thốn. Chiếc điện thoại liền bay màu trong một nốt nhạc. Theo các bạn thì nguyên nhân tại sao?